Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là tin quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 8 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, bờ biển ở phía đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc những ngày gần đây có mưa lớn liên tục, có nơi mưa to đến rất to, mưa xối xả cục bộ, lượng mưa lớn gây ngập úng ở Bắc Hải, Jilin và các thành phố khác. Khu đô thị Bắc Hải hứng chịu mưa xối xả, sở cứu hỏa địa phương đã sơ tán hơn 2.600 người. Theo tài khoản WeChat của Phòng Cháy Chữa Cháy Trung Quốc, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, khu vực đô thị Bắc Hải và các quận xung quanh đã trải qua quá trình thời tiết mưa lớn liên tục hiếm gặp. Tại lưu vực sông Bạch Sa thuộc huyện Hợp Phố, do sự kết hợp của nhiều yếu tố như lượng mưa liên tục và việc mở các cửa xả lũ ở thượng nguồn, lũ đã làm ngập các bờ kè khiến tổng cộng hơn 2.000 người bị mắc kẹt. Trung tâm chỉ huy của đội cứu hỏa Bắc Hải đã nhận được các cuộc gọi trợ giúp từ thị trấn Bai Sa và thị trấn Sanku ở huyện Hepu vào trưa ngày hôm trước. Tính đến 5 giờ sáng, đội cứu hỏa thành phố Bắc Hải đã điều động 33 xe cứu hỏa, 21 thuyền và 189 nhân viên cứu hỏa, đồng thời sơ tán tổng cộng 2.603 người. Tôi chưa bao giờ thấy mực nước cao như vậy. Vạn Gia Giới, một người dân trong ngôi làng bị ảnh hưởng cho biết. Vào khoảng 4 giờ chiều, nước lũ bắt đầu tràn vào nhà ông. Khoảng 1 giờ sau, mực nước dâng cao đã tăng lên khoảng 1 mét. Cục khí tượng Trung Quốc chỉ ra thủ phạm gây mưa lớn liên tục ra bờ biển Quảng Tây và Đông Nam kể từ ngày 2 tháng 8 là áp thấp gió mùa. Áp thấp gió mùa duy trì và dao động trên vùng ven biển Quảng Tây trong thời gian dài, cộng với hoạt động đối lưu tương đối tích cực của hệ thống mây phía đông và nam hoàn lưu áp thấp, vành đai mây đối lưu giữ nguyên vị trí trong một khoảng thời gian dài, dẫn đến mưa tập trung và lượng mưa tích lũy lớn và quá trình thời tiết kéo dài. Dự báo trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới gió mùa vẫn di chuyển theo vùng biển Quảng Tây và nhiều khu vực ở Quảng Tây sẽ chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Đông có mưa lớn vào đầu giờ sáng thứ Bảy. Quảng Châu, Trạm Giang, Mậu Danh, Trung Sơn và những nơi khác có mưa lớn. Trong đó, thị trấn Tân Đường, quận Tăng Thành, Quảng Châu ghi nhận lượng mưa tích lũy lớn nhất của thành phố là 151mm và nhiều đường phố trở thành ngoại quốc. Đường đi bộ không thể đi qua. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, từ đêm thứ Sáu đến Chủ nhật, các khu vực ở Nam Trung Quốc, Vân Nam và các nơi khác sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to hoặc mưa to cục bộ. Theo tình hình kiểm soát lũ lụt hiện tại và các điều khoản liên quan của Kế hoạch Khẩn cấp Kiểm soát lũ lụt và hạn hán quốc gia, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đưa ra phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp vào lúc 8 giờ tối. Thưa quý vị, theo South China Morning Post ngày 5 tháng 8 cho biết, lũ lụt ở thành phố Trùng Khánh phía Tây Nam Trung Quốc đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác phải sơ tán. Mưa xối xả làm vỡ đê sông Ngô Kiều ở quận Vạn Châu khiến nhiều nhà cửa bị ngập chỉ sau nửa giờ. Nhiều người dân đôi bờ sông Ngô Kiều bị mắc kẹt trong nhà bao quanh là biển nước, cơ quan khẩn cấp địa phương cho biết. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin đến sáng ngày 8 tháng 8, đợt mưa có lượng mưa cao nhất trong năm 2023 này đã ảnh hưởng tới 37.000 người trong quận Vạn Châu với hơn 12.000 người được sơ tán tới nơi an toàn. Ngoài ra, ít nhất 15 người đã thiệt mạng, còn 4 trường hợp khác ở Vạn Châu còn đang mất tích. Chưa hết, thời tiết khắc nghiệt đang xảy ra ở Trung Quốc còn ảnh hưởng đến 1.950 ha hoa màu, gây thiệt hại kinh tế gần 228 triệu nhân dân tệ, khoảng 31,6 triệu đô la Mỹ, trong khi hơn 350 ngôi nhà bị phá hủy. Mưa lớn và dông bão đã được dự báo tiếp tục ở Trùng Khánh trong 3 ngày tới và chính quyền quận Vạn Châu cam kết sẽ tiếp tục đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả cũng như bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Trùng Khánh đã nâng mức ứng phó thảm họa lên cấp 3, mức cao thứ 3 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp lũ lụt và hạn hán gồm 4 cấp ở Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo rằng tất cả 7 con sông lớn của Trung Quốc, trong đó có Dương Tử, Hoàng Hà, Châu Giang, đều có nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng.
ông Tập yêu cầu các cơ quan bao gồm Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và Bộ Thủy lợi tăng cường lập kế hoạch tổng thể và phối hợp để theo dõi tình hình cũng như đưa ra cảnh báo lũ lụt sớm để ngăn ngừa thảm họa. Tính mạng của con người là trên hết, ông Tập nhấn mạnh với các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về ứng phó lũ lụt và thiên tai. Cùng ngày, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết đã cấp gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 320 triệu nhân dân tệ cho 16 chính quyền cấp tỉnh, bao gồm thành phố Trung Khánh và tỉnh Tứ Xuyên lân cận. Số tiền này sẽ giúp cho các hoạt động tìm kiếm và cứu trợ, công tác phòng chống thiên tai, hỗ trợ những người buộc phải sơ tán và giúp dân xây dựng lại những ngôi nhà bị hư hại. Trong khi lũ lụt nặng nề khiến hàng ngàn người khắp Trung Quốc phải sơ tán, thủ đô Bắc Kinh lại đối mặt với sóng nhiệt. Trung tâm Khí hậu Quốc gia của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã ghi nhận 10 ngày liên tiếp nhiệt độ vượt quá 35 độ C. Ngày 8 tháng 8, nhà chức trách Trung Quốc đã ban bố cảnh báo cam về nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất do mưa ở khu vực Tây Nam nước này. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Cục Khí tượng Trung Quốc cảnh báo các nguy cơ thảm họa địa chất do mưa ở thành phố Trùng Khánh từ 20 giờ tối ngày 8 tháng 8 đến 20 giờ tối ngày 9 tháng 8. Cảnh báo màu vàng cũng được ban bố tại nhiều nơi ở khu tự trị Nội Mông, Trùng Khánh và Vân Nam. Người dân được khuyến cáo thận trọng. Hệ thống cảnh báo thời tiết về thảm họa địa chất của Trung Quốc có 4 cấp, trong đó màu đỏ là màu nghiêm trọng nhất, tiếp đến màu cam, vàng và xanh. Cùng ngày, Bộ Tài chính ra thông báo cho biết đã nhận được 320 triệu nhân dân tệ, khoảng 44,46 triệu đô la Mỹ từ Quỹ ứng phó thiên tai Trung ương để hỗ trợ các vùng ứng phó với thảm họa địa chất và lũ lụt, trong đó có tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Trong số này, 250 triệu nhân dân tệ sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực kiểm soát lũ và ứng phó thiên tai, 70 triệu nhân dân tệ hỗ trợ ứng phó với thảm họa địa chất. Các quỹ trên sẽ được phân bổ cho các chính quyền địa phương để phối hợp các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp và ứng phó với thiên tai, tập trung tìm kiếm, cứu hộ và tái định cư người dân bị ảnh hưởng của thảm họa thiên nhiên. Các quỹ này cũng sẽ được sử dụng để xác định và xử lý các nguy cơ và nguy hiểm tiềm tàng nhằm đề phòng thảm họa thứ cấp cũng như sửa chữa nhà cửa bị hư hại. Động thái trên được đưa ra sau khi mưa lớn kéo dài ảnh hưởng tới nhiều vùng, trong đó có Trùng Khánh, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong một diễn biến khác, hạn hán ảnh hưởng tới khoảng 710.000 ha đất trồng ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ngày 8 tháng 8, Sở Nguồn nước của tỉnh cho biết do nhiệt độ cao và lượng mưa ít trong thời gian gần đây, nhiều nơi ở miền Trung và phía Bắc của tỉnh đã xuất hiện hạn hán. Hiện tỉnh đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp với hạn hán cấp độ 4, mức thấp nhất trong hệ thống gồm 4 bậc. Trong nửa đầu năm nay, tỉnh Hà Bắc ghi nhận lượng mưa trung bình 123,2mm, ít hơn 13% so với mức trung bình của mùa này trong các năm trước. Tổng lượng mưa trong 6 tháng đầu năm 2023 thấp nhất kể từ năm 1956. Riêng trong tháng 6, lượng mưa trung bình ở tỉnh Hà Bắc chỉ là 29mm, tức thấp hơn 60% so với mức trung bình cùng thời điểm này trong các năm khác. Tỉnh đã phân phối nguồn nước để mở rộng các khu vực tưới tiêu bao phủ 1,2 triệu hectare đất trồng nhằm giảm thiểu thiệt hại. Từ đầu năm nay, tỉnh Hà Bắc cũng đã tăng lượng xả nước từ các hồ chứa đầu nguồn để giúp bổ sung nước cho các hệ sinh thái và hoạt động nông nghiệp địa phương. Thưa quý vị, từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 8, có mưa vừa đến mưa to ở thành phố Tương Dương, mưa to đến rất to cục bộ và mưa to cục bộ ở Tào Dương. Đợt mưa này chủ yếu tập trung từ 18 giờ ngày 2 tháng 8 đến 2 giờ ngày 3 tháng 8. Lượng mưa trung bình ngày ở thành phố Tào Dương là 121,0mm, lớn nhất là 210,5mm tại trạm Võ Điện ở thành phố Tào Dương, lớn nhất tiếp theo là trạm Xuân Thư Loan, thị trấn Võ Điện, thành phố Tào Dương là 202,0mm và lớn thứ 3 là 195,5mm tại trạm Cao Gia Sùng ở thành phố Tào Dương. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn ở lưu vực sông Cổ Hà, trạm thủy văn Trương Gia Giới đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ khi thành lập, với mực nước cao nhất đo được là 72,94m. Đợt mưa lớn này có cường độ lớn, chất lượng cao. Sau khi nhận được cảnh báo thời tiết, Đảng ủy Cục Thủy văn Tương Dương đã rất coi trọng và nhanh chóng hành động. Với sự triển khai chú đáo, bố trí nhân sự hợp lý, tất cả các nhân viên thủy văn đều túc trực, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ. Và ca trực do lãnh đạo phụ trách luôn sẵn sàng cho công tác quan trắc, cảnh báo, dự báo sớm về thủy văn. Ở tiền tuyến, các đồng chí ở ga Đông Pha đã di chuyển sau khi nghe tin lũ lụt và chạy đến ga Trương Gia Giới ngay lập tức,
mọi người thực hiện nhiệm vụ của mình, sắp xếp thời gian khảo sát một cách khoa học, gấp rút đo đỉnh lũ, gấp rút thu dọn vết lũ. Đối mặt với trận lũ lớn nhất kể từ khi trạm thủy văn Trương Gia Giới được xây dựng, ở hậu phương, lãnh đạo Cục Thủy văn Tương Dương và các đồng chí của Phòng Chế độ Thủy lợi đã sát cánh bên nhau suốt đêm để phân tích và phân đoán diễn biến của tình hình nước và mưa, đồng thời đưa ra các thông tin dự báo và cảnh báo sớm cho lưu vực sông Cổ Hà đêm đó. Hiện tại đang là mùa lũ chính, để kiểm soát lũ lụt và giảm hạn hán, Cục Thủy văn Tương Dương sẽ tiếp tục nỗ lực chú ý đến sự phát triển và thay đổi của nước và mưa trong lưu vực, đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thủy văn phù hợp cho các chính phủ tại các cấp, ngành, chỉ huy phòng chống lụt bão, ra quyết sách khoa học, lập lịch trình khoa học, giữ vững mục tiêu phòng chống lũ, đảm bảo an toàn sông ngòi. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.